với nguồn thu nhập ổn định là 385 triệu đồng mỗi tháng từ khai thác cho thuê, tương đương là 4 tỷ 620 triệu đồng trên mỗi năm, và đạt tỷ suất lợi nhuận là 4,3% trên một năm. Đây chính là nguồn thu nhập mà bạn có thể sở hữu ngay hôm nay từ tòa nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1. Tòa lạc tại địa chỉ là số 9 và số 11 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này chính là viên ngọc quý giữa lòng Sài Gòn phồn hoa. Với diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 144,7m², trong đó chiều ngang mặt trước của tòa nhà là 8,3m và chiều dài của tòa nhà này là 18m. Tòa nhà này được thiết kế bao gồm là một hầm và 7 tầng nổi cộng sân thượng. Mỗi góc cạnh đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, sẵn sàng chào đón những người chủ mới với những ý tưởng lớn lao. Và tổng diện tích sàn của tòa nhà này là 888m². Bạn sẽ sở hữu một công trình kiến trúc hiện đại, sang trọng và vững chắc. Với hợp đồng thuê hiện tại, bạn sẽ có ngay nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận vượt trội, với thu nhập là 385 triệu đồng trên mỗi tháng. Một con số không chỉ ấn tượng mà còn rất thực tế. Hướng của tòa nhà này có hướng nhìn về hướng Tây Bắc, đón gió mát lành, phong thủy vượng tài. Sổ hồng chính chủ, pháp lý minh bạch, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư thông minh. Với mức giá chào bán là 108 tỷ đồng, bạn sẽ sở hữu một tài sản vô giá, một cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ tại trung tâm của quận 1. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0983 383509 để khám phá thêm về tòa nhà tuyệt vời này. Đừng chần chừ, hãy biến giấc mơ sở hữu một bất động sản đẳng cấp thành hiện thực ngay hôm nay. Tính Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.